ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានបង្ហាញជូនជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គបានទេសនាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អល្អជាច្រើនមុខដែលមានតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលបានរៀបចំតម្កល់តាំងប្រកបដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជអង្ការដែលមានព្រះសូរសៀងដើមដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុត សូមគោរពជូនរួមជាតិគ្រប់រូបបងប្អូនកូនចៅចៅទួតជាទីរលឹកទីរាប់អានទីគោរពទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតទាំងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រទាំងកូនចៅដែលនៅក្រៅព្រះរាជាណាចក្រមាតុភូមិថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំ មានកិត្តិយសមានសុភមង្គលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជម្រាបសួរបងប្អូនកូនចៅចៅទួតទាំងអស់ហើយមានមហាកិត្តិយសផ្ទេរជូនមាតុភូមិកម្ពុជាប្រជាជាតិប្រជាជនកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈស្នេហាជាទីបំផុតនៅសារមន្ទីរព្រះសីហនុនេះហើយនៅក្នុងសារមន្ទីរដែលព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានស្ថាបនារៀបចំដ៏ល្អប្រពៃនេះមានអនុសាវរីយ៍ ជាច្រើនដែលមានតម្លៃមិនមែនតែសិល្បៈឬវប្បធម៌ទេគឺតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមជួនរួមជាតិទាំងអស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទាំងអស់រដ្ឋនិងមាតុភូមិកម្ពុជាទាំងមូលលោកទុកសារមន្ទី និងអនុសាវរីយ៍ទាំងអស់ដែលមានក្នុងសារមន្ទីរនេះជាសម្បត្តិរបស់ជាតិរបស់រដ្ឋរបស់មាតុភូមិកម្ពុជារបស់ប្រជារាស្ត្រប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សូមអរព្រះរាជគុណអរព្រះគុណអរគុណជាអនាយកបកា ភ្លុកដំរីមានចម្លាក់ដ៏វិសេសវិសាលបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពមួយដ៏សំខាន់នៃជីវភាពប្រជាជនសាធារណរដ្ឋហ្គីណេអាហ្វ្រិក អនុសាវរីយ៍នេះមានតម្លៃបំផុតហើយក្នុងហឫទ័យនៃទូតព្រះបង្គំជាខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំព្រោះជាសក្ខីកម្មដ៏វិសេសវិសាលបំផុតឧត្តមបំផុតនៃមិត្តភាពភាតរៈភាពគ្មានវាគវេហើយគឺថាគ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់សម័យទាំងអស់
Mahamat tuột ra một công chỉ khiêm bậc cao na khiêm lục bậc thiên niệm thập đại nơi sa thiên na rót Guinea Africa anh cũng nằm say cụt tuệ lục bàn thay khnông chăn nằm ngồi quan cùng buôn rồi chết sập pi lục bàn bậc ca chun chiết lục bị phốp lục đẹp mồm triệt tha sa thiên na rót Guinea đẹp mồm công tro sâm đạch Narodom Sihanu đà rạp khăn ông thân nạ chìa bởi mục rọt pinh lạ khăn nạ chấp bắp sọp tam rọt thạ thò mô nôn rìa chìa nạ chạc Campuchia chìa bởi bây đa chiết bởi chìa chôn bởi chìa rìa Campuchia lộp nâng khát không thôi giang mà ơi Mahamat lục khăn nông bị phốp lục miền thuyết Africa chia đám cứ quảm trò xâm đạch xì hàn lục rồi hốt đón lục bàn vân tàu bà tế miền tộc hùm lục vĩnh cứ Campuchia khăn nông tê tì dù ơi khăn nông thả nạ chia bà mục rõt bình lạ khăn nạ chứ bạc chân năm mùi quán phụng quân rồi chết sắp bì anh cũng đóng xe cụ tù rê bàn bà đó là anh cũng xa vô rê nè đó là tù bà mà cũng chỉ khuyên bà cả rô nà khuyên nì chia cầm phương pistole mà hà kê tì yô thua ông bì phlúc thua ông bì mía mía sốc đã chia anh cũng xa vô rê đó miên ác thần này đọc bộ 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 phật ông bì xâm nặng Mohammed này khi ông đọc thông mô hề mìa cứ ai ủ đông lúc mà hà xe nà bà mô cầm yên sung ai cả ác mẹ cổ tê đó chia tì cổ rốc sài hà bộ phật chia ám mặt tạ này bà chia chết cổ rê sa thiên nạ rọt bà chia mì nật bà chia thập bà tay cô rê bà ông đài khi nhóm tục chia bong bằng cát nây khi nhóm thơ lọc ta sở lành rộp an khi nhóm quam trò khi nhóm cực cả lạc tê xạ tèm ơ lô bà bà nây bà riêng ông nói nì đào bây chia sạc khay cam môi khăn ông chìm nào cũng sạc khay cam rộm nó khăn ông tuốt sạc vật mùi quan phẩm buôn rồi chết sập một tuốt nâng bài chập bán nạc càng này cứ tha lô quam trò khi ông đà ra chia bì xe khăn ông ca đà khi ông to su đam bay rung đó chiệt sạc thả bà na làng vinh nâu ai kỳ riêng bộ nạp hiệp tức đây ai cập hiệp chiết Campuchia dương. Nếch chi bệnh chai dạy lẹp bệnh bạc ổng đuống bệnh bạc nổ đốt đóm bệnh bạc xí sơ vắt bệnh bạc mô nì vũng bệnh bạc nổ đốt đóm sổ ra mở rứt xong đách bệnh mạc sát trái dân ní bệnh xí sơ vắt mô nì vũng cô xin nê rì rốt xê rây vọt tần á ni chia anu savri miên tầm lai đọc cung phu bẩm phật khănong harite ni tu prabang cung chi khiom pakar na khiom mà đai tu prabang cung chi khiom pakar na khiom prasi sovat kosma nyeri rot pramahaksatriani ni Campuchia yeung praong pichun khlang khănong tuosovat mùi quan phẩm buôn rồi chất sập cõi đài ban cho cha chứ mùi nâng lục và thiên nhiên thập ở đây này Americ lục và thiên nhiên thập ở đây Richard Nixon lục Richard Nixon thoai bảo ông đã diễn bị Phnom Penh tổ chút nâng côn môn nâng sụp quật hỏi bảo ông thâm yên bắt trọc ấy tàu tam bà ông sân thân sân thọp tế miền bằng tích bằng tuổi nghe bà ông lục tục bà tiên
ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះជាទៀនទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំឥឡូវទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំនឹងសម្ដេចម៉ែនរោត្តមមុនីនាថសៀនុគឺយល់ថាគួរជូនទៅជាតិមាតុភូមិក្នុងសារមន្ទីរនេះជូនទៅប្រជារាជ ជាសម្បត្តិផ្ទាល់របស់ជាតិកម្ពុជាយើងគឺជាអនុស្សាវរីយ៍អំពីម្ដាយទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមជូនជាតិមាតុភូមិប្រជាជាតិប្រជាជនប្រជារាស្ត្រជាសម្បត្តិជាតិកម្ពុជាយើង ព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅឆ្នាំ1969បន្ទាប់មកនេះមានព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំទី80 ចម្ពោះគ្រឿងអិសរិយយសទាំងនេះគឺជាគ្រឿងអិសរិយយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងមានតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានថ្វាយចម្ពោះព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរមានព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិលើកទី1នាឆ្នាំ1961 ព្រះរាជកិច្ចយាងជួបសវនកម្មជាមួយព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនព្រះមហាក្សត្រភូមិវិដលអាប់ឌុលយ៉ាដិតនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួនអឡាយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមលីផឹងប្រធានសភាប្រជាជនចិនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសុកណូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាឆ្នាំ1961ឯកឧត្តមផាមវ៉ាន់ដុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯកឧត្តមជុនកេណេឌីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកព្
đặc nôm chôn khắp phố này sát sát nạc rư. Đi kia ảnh lúc sau rì miên tầm lây khám một lô xanh chai tà nà đọc khắp phố hồn phót mùi tiền cứ chia bè hôm nay đó thay thla miên át thần này đọc khắp phố hồn phót hôm pi vi rạc bó rõ thông khăn ông bà vật xa chân nâng bị phục lộ cứ ai cũng đông lộ mì dỗ rõt một trái này xa thiên nạ rõt bởi chìa miền đất chân chú ân lời đại tu bà mà công chí khi nhóm bà cạp nà khi nhóm sở lãnh đô chìa bong bà cạp lộ mần đại lẹ bong tu bà mà công chí khi nhóm bà cạp nà khi nhóm tê cực cả lạc tê xa cực cả lạc xa mai tầng ọ khăn ông tốt xa vọt chân nằm bà quân phòng vôn rơi chất sật lộ bàn mê ta, bà mê ta bà đo là ảnh lúc sau rì đo bà nất nê cứ thua nâng đây đòi chiêm chấm nan phòng phót nâu khăn ông xa thiên nạ rật bà chiêm mê nất chân thua ông bì phá lục hỏi bằng hai ai khơi thờ vọt bà thoa chân cứ lụt loa giang nạ hỏi miền rương bình đôi chìa Campuchia dương chân tay miền rương bồ ràn ní cứ chìa tất tập hiếp muối này rương bồ ràn miền bà chìa bây bằng phót nâu khăn ông xa thiên nạ rọt bà chìa miền đất chân
miên ăn lụt sao ri đón miên tầm lai chia pravat thị xã tầm lai chia mình nô sanh chay tân à đọc cùng phù bằng phật cứ pravat ru sanh praong pravaromakru nay dương đại dương group sakara snaiha lược chi vật nay dương miền Praputru bay praong đài con trao nhà sọc phùm khlong chuôn là bọt nây Campuchia dương khlong ốc cả đài sầm đáy âu ban vân trở lọc mong nâu chì mùi bọn con trao trao tuột vinh khlong tô sơ vọt mùi quan của buôn rơi cao sập cứ con trao mình nia do mà thoái sầm đáy ơ vì sọc phùm rô bọc luôn cõi đẹp luôn bàn thua chùm ca tớ nâu khăn ông bà thô rô ni nâng nâu miên bà bốt thơ rùm đó bị sức cứ con cháu sọc phùm bay phùm muối bàn lọc bà bốt thơ rùm đó là ơ lộ vây từng cùng bàn đại tài tăng nâu cần đà tì sầm khăn này xa rạc một tì ra xe ăn một này sầm khăn bằng thuật khu mùi tiết bàn thoai nâu bà bốt tử đó là ơ bà bây này bà rộng bà ràng เรากัดไทยมันบานตีนี่ภูมิมวยเตียนภูมิมวยเตียนบานทวายนู่ประพุทธรูปดอละอประปีบังพอดนี่มวยประอังเตียนคือเนี่ยชวนบัดบังโอนโกนเจ้าลูกធ្វើស្រែចំការទៅបានឃើញប្រពុតរូបនេះហើយមនីមនីយកមកថ្វាយសម្ដេចអើក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអញ្ជើញពីស្រុកភូមិរបស់លោកមកទាំងនារីទាំងបុរសទាំងកូនចៅទាំងគ្រួសារនាំមកថ្វាយនេះក្នុងហារតីទូព្រះអង្គជាខ្ញុំខ្ញុំបកករណាខ្ញុំគឺថានៅជាប់ជានិច្ចជាអមតៈក្រៅពីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃដែលព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីព្រះរាជទានរួចមកហើយនោះនៅមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតធ្វើអំពីមាសប្រាក់និងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងដូចជាដើមផ្លែប៉ោមធ្វើអំពីថ្លើមថ្មលាបពណ៌យ៉ាងស្រស់ប្រណិតជាដង្វាយរបស់ឯកឧត្តមលីស៊ីញៀនអតីតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយនៅឆ្នាំ1987វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាកងោបមាសថ្វាយដោយឯកឧត្តមលីផឹងប្រធានសភាប្រជាជនចិនគំនូរទេសភាពសំពៅថោជាដង្វាយរបស់ឯកឧត្តមអនុប្រធានសភាប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយនៅឆ្នាំ2001
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដងបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា ទាំងមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាច្រើនមុខទៀត ដែលជាដងបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ ដងបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ រូបកូនក្រមុំជាដងបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អាគីស៊ីណូប្រទេសជប៉ុន ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការបកនិងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដងបាយរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេស ដងបាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រម៉ារ៉ុក ថូថុំផលិតអំពីភ្លុក ដងបាយរបស់ឯកឧត្តមយ៉ាស៊ីររ៉ាហ្វាត់ ប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីន ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតនោះមានស្លាប់ប្រកាសធ្វើអំពីមីតជាដងវាយរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីគួចកតុងសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីស្លាប់ប្រកាសផ្លាទីនដងវាយរបស់ឯកឧត្តមរ៉ូណាល់រីហ្គែនស្លាប់ប្រកាសរបស់ឯកឧត្តមអតិកៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចចបុសពិសេសទៅទៀតព្រះកេរុកាំងដែលព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាខ្មែរព្រះអង្គបានឡាយព្រះពស្សលេខាប្រោសព្រះរាជទានឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្
bàn để sạp tốt nóng sẽ đặt một tí nít phòng đài. វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលព្រះមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋហាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តបានថ្វាយព្រះករុណាព្រះវររិទ្ធមេត្តាចិត្តខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររិទ្ធមេត្តាចិត្តខ្មែរជាទីសក្ការៈព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យដំកល់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺបានមកអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវ
nơi phiên phính phí phục lốt tam đồ diện này xin làm bệnh phóng đất lạch là mình ách kẻ nền nguyên bàn rồi bắt bệnh ống một lời chết nếp thực hôn nâng bệnh chí đích cam phí chí nơi cổ rút cả lạc tỷ sạc chết sẽ đánh cơ đôi bệnh cơ đàn bệnh mạng hạ vệ đạp sạch bệnh vệ đạp đích bệnh đạp dịch máy bệnh ống bàn bằng phình bệnh đích tốt nơi dịch cách đồ ở đồng một đóng nơi cả tiên tí ai kỷ đích bàn mùi rồi thị rối chung chết nếp thực hôn Preong ban đặt nón qua sáng Campuchia ngay sau mai sông Kum Rin này dùng bên cả đi chăm ran rung rung lực group này group bị say non group hàng ai chơi con tết tiếp sẽ đại tiếp trở chiếc tập tay mình chụp bả sông toán non bồ đà tiếp đang đầy đầu pin body bow vai đó miên tầm lai đó phụng phụ đông đông chia bị sa khnông hà tê mê tu bơ bọc cùng chia khiom khiom bơ cạn na khiom cứ tầm vai con trâu khmai lơ bàn nâng bọt đầu ở đây thưa nhiệt tập phun nị quát một vĩnh có thoai nâu anu sao vậy? Bị sọc phù, robot con chào khmai lơ. Ni, ni chia anu sao vậy? Đào miên đầm lai chia pravatisa, đào đồng đồng mùi. Ông pi sầm na ai đồng, lục phong xoa mi tiêu, prathien nia thập đây, nay sa thiên na rót parang se. République française que pi phop lok jeung que mool chang hai mien prateh nia krop prateh tang oh hai Campuchia jeung que neu tong neh ni Campuchia Campuchia som aprokon A con chia nai kapaka. Ni chia anu savri. Nó miên đầm lai đong đong đong. Knong harate. Nay per year. Nay tu trap ng kum chik yong kyong pakarna kyong. Ong ti sâm nát. Ai u đong. Lu maha sena pramok kum il song. Ai ka a mẹ ku te. Đó chân nam, đó thông, chìa Amata, nây bà chìa chết cổ rê. Bà bà mục rõt, bà chìa miền nứt bà chìa thập bà tay cổ rê. Khân ông chân nam mùi quán bà buôn rồi, chết sắp bà buôn. Hạc sát trầy nô rô đông, môn ni niết xìa nụ, miền kê tì dùa. Phở bọn châm ra nà dụ nâu Phiong Giang rọt thật thế ni đó là o prong prey bọc phót cứ rọt thật thế ni sa thiên na rọt bà chìa miền nứt bà chìa thập bà tay cổ rê thằng ngay ti đọc prong bay mê thôn nà chân nà mập quân phong buôn rồi chất sắc prong buôn sâu chùn bò Ayu vana sokhap lea. Ayu dam lo maha sena pramuk kemil sung kiti korup sakara snaha chiti mampon. Nay tu pramukum chikhyom khyom karana khyom lo. Prok pranay chun po
ແລະຍຽຕຸດແປມົງຄົມຊິຂ້ອມປະການະນາຂ້ອມຄືຖ້າລໍປະໄປນະຖືອັນປີປາຍສອດກໍເຣຕັ້ງອໍຄືແນ່ໄດ້ປັກນັ້ນຄືຖ້າປູກແກ່ນະປັກລໍນະປັກຖືນັ້ນໃດຕັ້ງອໍໃຫ້ສາເສອາສໍຈຽດຍິງກໍປະຈີຍິງພ້ອມຖ້າມຕິດ នេះគឺជាអនុសាវរីយ៍មានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគឺជាអនុសាវរីយ៍មកពីសំណាក់អង់ដំយ៉ាក់ស៊ីរ៉ាប់ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វ្រង់សេសហើយពិភពខ្ញុំសែនថ្វាយទូតប្រមុខគុំជាខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំ ដល់ដល់ដល់ណាអនុសាវរីយ៍នេះជាមហាមិត្តលោកសាក់សេរៈនិងលោកហ្វ្រង់ស្វាមីតេរ៉ង់ជាមហាមិត្តធំណាស់នៃទូតប្រមុខគុំជាខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ចោលទូតប្រមុខគុំជាខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទេក្នុងសម័យដែលមានទុក្ខសោកទុក្ខសោកជាទុក្ខសោករបស់ខ្លួន សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមជម្រាបគោរពជូនរួមជាតិបងប្អូនកូនចៅចៅទួត